Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm video hướng dẫn kết nối chiếc tai nghe Plantronic X-Closer 500 này với một chiếc Samsung, một chiếc iPhone. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể. Sơ bộ về chiếc tai nghe thì các bạn có thể nhìn qua, đầu tiên là có cổng sạc này, nguồn to nhỏ. Đấy. Thì để kết nối thì đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc nguồn. Bật công tắc nguồn thì với cái thiết bị đầu tiên ấy thì nó sẽ ở cái chế độ kết nối, nhưng mà cái con này thì chắc là đã kết nối qua một cái thiết bị khác, thì chúng ta sẽ bấm giữ vào cái nút ở trên đỉnh này, nó có một cái nút nghe gọi. Khi có cuộc gọi đấy chúng ta trả lời, chúng ta sẽ bấm giữ 5 đến 7 giây ạ. Khi nào cái đèn nó nháy màu xanh đỏ như này thì chúng ta sẽ có thể tìm được thiết bị. Chúng ta sẽ mở điện thoại này vào phần Bluetooth ạ. Hiện tại mình đang kết nối với một con 5200 ạ. Bấm dò đây ạ. Đây ạ. Chúng ta sẽ bấm dò thiết bị này. Đấy, dò thiết bị, khi mà đèn nó nháy xanh đỏ như này chúng ta sẽ dò được đây, Plantronic E500 ạ. Đó, chúng ta sẽ tích chọn vào nó ạ. Đó, như vậy là đã kết nối được ạ. Đây ạ, Plantronic E500 ạ. Kết nối với âm thanh cuộc gọi, âm thanh media, có nghĩa chúng ta có thể nghe thoại và nghe nhạc ạ. Để kết nối với cái thiết bị thứ hai ạ, chúng ta cũng ở trên tai nghe thì đầu tiên chúng ta cũng bấm giữ ạ, cũng vẫn phải bấm giữ làm lại cái phương pháp đối với chiếc điện thoại thứ nhất. Bấm giữ khi nào đèn nháy xanh đỏ như này thì chúng ta sẽ vào. Đây ạ, chúng ta cũng vào phần Bluetooth. Rồi, đây, bấm dò iPhone chúng ta sẽ tự dò. Đây ạ, lại nhìn thấy chiếc Plantronic E500 đây ạ. Chúng ta sẽ tích chọn vào nó. Đấy, sau khi kết nối với cái thiết bị thứ nhất đây thì chúng ta sẽ quay trở lại với thiết bị thứ hai, thì nó đã có cái bộ nhớ của cái tai nghe, bộ nhớ cách của cái tai nghe Plantronic E500 ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần tích chọn vào. Nó sẽ tự động kết nối ạ. Như vậy là đây đã kết nối hai thiết bị. Đây là trên chiếc iPhone. Đây là trên đây, mình lại tắt đi. Đây là trên chiếc Samsung. Thì trên iPhone thì chúng ta sẽ có, nó sẽ cái tai nghe này thì nó hỗ trợ về trực tiếp với iPhone nhiều hơn, là nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ thông báo về cái thời lượng pin ạ. Nó còn sẽ có hình biểu tượng pin. Còn đối với Samsung thì chúng ta sẽ phải cài thêm cái phần mềm gọi là Plantronic Hub ạ. Thì nó trong đấy chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thông số của nó. Đây là cái 5200 của mình, E500 đây ạ. Đây, phần mềm là phần mềm Plantronic Hub đấy ạ. Thì vào đây chúng ta sẽ có cái thông số của thời lượng pin đấy ạ. Đây, ở trên này nó sẽ có thanh đây, thời gian đàm thoại còn lại là 5 giờ đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ có cái thông số của thời lượng pin. Tai nghe thì đang kết nối. Trong này thì cũng có hướng dẫn về cách kết nối, rồi thì qua về cái tai nghe. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kết nối thành công chiếc tai nghe này với hai thiết bị Samsung và iPhone. Để biết thêm chi tiết hơn thì các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc là shop bluetooth.vn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.